cho nó thôi. Đặt xe chưa? Chưa đặt anh ơi. Đặt xe đi Bích Nhi. Đức Trung. Cẩm Thơ. Đức Trung đi đâu đây? Ôi, Đức Trung. Nghèo quá Đức Trung. Đức Trung đi rồi đưa nó chị. Đức Trung nói chung hết tiền Đức Trung. Không để hết còn 10 triệu. 10 triệu gì? Của chị. Tiền vé số. Ờ, cái đường mình trả cho người ta rồi lộn. Em lộn. Quên rồi mua vé số là mình mất. Sắp nãy đâu rồi, trả 10 triệu đi sắp nãy. Trả một. Nhưng mà bảo đảm trong 700 vé số về con hai ạ. Dạ. Con này ạ. Chào mẹ thương. Bây giờ về mình dò đi trong 700. Sao cho sao ngày mai mới dò? Mình sẽ trúng vài tỷ. Mà không trúng thì là trúng gió. Cười đi. Không. Nếu mà có trúng á thì tiếp tục làm hoành tráng hơn nữa, còn nếu không trúng mình cũng đã lời rồi. Hồi nãy mọi người tặng cho mình một đồ cười biết bao nhiêu rồi không? Tại vì đợt này em làm gấp đôi luôn á. Thêm phát sinh thêm 5 bàn nữa. Nhưng mà cũng đầy hết. Ừ. Đầy 2 chiếc xe lăn của em kìa, chưa có khui tem khui siêu luôn á. Nên là thơ kêu là chuẩn bị xe lăn, thơ kêu chuẩn bị xe lăn. Có xe lăn là đỡ lắm không? Đẩy, chị biết đẩy và từ không mấy em ở đây dễ thương về bốn em rinh lên không, mấy cái bực đó làm sao lên. Không, mà tội nghiệp mấy em phục vụ. Bởi nãy tôi tặng cái số luôn á. Cho mọi người mà vui nha. Người ta bán cái số mà mình phát cái số người ta vui. Thế tôi nói vậy nè. Nếu mà chiều nay phát hết luôn. Cho luôn nhà bếp, cho luôn. Ừ. Ủa nãy chưa mua không? Không, cái sắp của chị Khanh với anh Tâm mua á. Là anh Tâm kêu thôi chị đi phát luôn giùm đi. Đó, tôi đi phát hết luôn. Rồi nhà bếp, phục vụ. Không có sẵn đó, cho luôn. Giá nhà bếp chúng đi ha. Thế tôi nói nếu mà chiều nay mọi người mà được vô lọc lá tiếp á thì được bữa cơm ngon nữa nha. Chứ con tờ vô được độc đắc thì mới nói. Là mình mua một món thì người cũng chưa biết. Vậy chạy, chị có nghe cái câu này không? Sau 4:30 mới biết ai giàu nghèo. 4:30 hả? Sau 4:30 mới biết ai giàu hơn ai. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ mới 2 giờ à. Bây giờ chị về chị biết nằm đắp mền rồi. Biết đâu bữa hổm chị bị cướp chim rớt hướng đầu, biết đâu khi này chị trúng số sao. Thiệt luôn á. Bỏ dù ra ngoài đi cho confirm thêm cái nữa. Bỏ dù confirm thêm cái cho chắc nữa. Thiệt đó quệ. Bữa nó tìm cái thì cho trúng 4 phần. Cái này chị Khanh không có đi về, ở lại luôn. Đi làm hết số tiền mới được về. Nhưng mà tôi thấy bà Thơ bà lên lịch bà đi thì sao mà tôi thấy chị Khanh te tôi luôn nha. Chụp hình với Nhân Trinh với cái đầu như cái nia vậy. Tôi giật mình tôi nói chết rồi chị Khanh kỳ này chắc là nghĩ là nằm ở khách sạn thở oxy không á. Phải không? Cái đầu như sầu quất mà cậy luôn đó. Dưỡng thương một ngày, dưỡng thương một ngày. Chỉ có mình Nhân Trinh với bà đẹp à. Còn chị Khanh cái đầu gì đâu. Tôi coi tôi nói chết rồi. Kỳ này chết. Chết mấy khanh của anh Đỉnh rồi. Vậy mới thương. Không, anh Đỉnh đứt ruột hơn. Bà thương có bằng anh Đỉnh đâu. Anh Đỉnh nói kỳ này vợ tôi về Việt Nam te tôi quá. Không, mà cái chuyến vừa rồi chị Huệ đi mà đi liên tục không một ngày ngồi xe 6-7 tiếng. Nhiều nhất là cái chuyến từ Đà Lạt về Sài Gòn là 8 tiếng đồng hồ. Karen coi như là coi từ ngồi sang nằm xong sang quỳ xong đứng tập thể dục tại chỗ trên xe luôn. Có như tôi thấy làm hết. Karen quải quá, Karen đứng chạy tập thể dục trên xe luôn. Hoài cũng không tới chưa tới nơi đó. Bắt xe con. Đang tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn bà. Đồng bọn mình hôm nay cực lắm. Nhờ bà mới có cơ hội làm gì chứ. Rồi cũng cảm ơn những mạnh thường quân chung tay với bà tạo điều kiện cho tụi này có việc để tụi này làm. Mà không có mạnh thường quân thì thực sự tụi này làm. Đúng rồi. Vậy đó. Trước tiên là mình phải cảm ơn những mạnh thường quân, những đồng bọn, rồi những YouTube, những fan YouTube của bà đó ủng hộ rồi để tạo điều kiện cho mình có cơ hội mình đi làm như vậy. Ta nói là một bàn tay á vỗ nó kêu nhỏ phải không? Hồi nãy thấy cả hội trường vỗ như thế nào?
nó sẽ kêu to vậy đó. Đúng rồi. Mình bỏ ra thêm chút đỉnh thời gian, không có lại gì hết trơn. Mình từng làm ra đồng tiền là mình biết một cái cuộc sống của họ, nếu mà họ đi làm nó kiếm được đồng tiền để hùng vô đây để làm này, nó quý gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Cái thời gian đi làm nó mình từng làm qua rồi mình biết, cho nên rất là trân trọng và quý. Thì phải nói là tuy là những người đó mình không biết mặt, tôi không biết mặt, nhưng mà thật ra là lúc bà Thơ làm cái này, rồi tôi nói nghe được là tôi nói để cho chú tôi tiếp sức bằng cái công sức của mình chút xíu vậy đó. Nhưng mà thật ra là trong lòng tôi lúc đi xuống mà tôi đã suy nghĩ, tôi nói rất là quý trọng những cái tấm lòng người ta có cái lòng thiện để góp đi cho mấy bà làm những cái chuyện, mấy bà đi dòng từ ở nơi này là biết bao nhiêu vậy. Ân nhân. Rồi những người đó cũng phải cảm ơn mấy chị nữa, mấy bà nữa, tại vì có người đi làm vậy họ mới có cơ hội đưa cái tiền ra đi làm, đúng không? Đó. Rồi tôi cũng cảm ơn mà luôn, hôm nay có quyệt. Hôm nay đi làm thì được double, nhưng mà hôm nay tôi hơn double nha. Nãy giờ quá trời người thương luôn. Chụp hình xin số điện thoại. Dạ, anh ba chủ nhật. Nãy bà kia người làm được chụp hình quá trời. Trời ơi, chụp hình xin số điện thoại có cô kia. Đi ra rồi, quẹo cô rồi, quanh vô ngồi đấy. Cô mỗi chân hả gì cô ngồi đi chút để con nói xe đưa cô ra. Không có, tôi ngồi chờ cô á. Nói dạ cho con chị, xin số điện thoại cô. Về kết Zalo lẫn gì nói chuyện nha, thấy cô thương quá. Vui không? Vui. Hồi nãy tôi cười vừa đó chứ bộ. Cái lúc mình lại mình hỏi mọi người biết chưa? Ăn rồi là hỏi coi ngon hay không? Ăn biết là bữa ăn ngon rồi mà mấy cô có ngon không? Nếu không ngon thì con có thể chưa thêm cho mấy cô như có cái bàn đó, thì lúc đó chị đưa đó, em nói chị thì chị đưa thêm lại cho cái bàn đó. Rồi họ cũng thấy thương lắm chị. Tôi ăn còn vui, tôi đem về được không? Ở nhà còn con cháu cũng nhịn á, mà biết không? Hay gì ăn cho nó no cái bụng nhưng mà nhường để nhà con cháu nó được. Sao rồi á? Sẽ tới. Cái em đó lấy hộp chuẩn bị. Rồi bây giờ đi, Bye. Chú gìn sức khỏe giúp đời nha. Dạ. Chú gìn sức khỏe. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Mở cốp đi, bỏ mấy cái này lên sau cốp. Bye bye, love you. Anh chỉnh là chưa đọc quá. Cho anh ta đi. Chưa thông báo là đọc không. Ờ, cái này quá rồi. Đến từ cùng. Dạ chị, thưa chị, đây là một căn nhà bao nhiêu profit thì em không biết, nhưng mà đây là một cái toilet đầu tiên, xin mời chị xem rất là đẹp. Rồi bây giờ đây là một cái căn phòng đầu tiên, xin mời chị thăm. Rất là đẹp, còn nghe mùi nhà mới, nhà mới. Ồ, sang quá ha. Ha, đẹp màu sang quá. Đây là mình con thôi coi chừng. Có cái đèn cho nên nó chiếu ra đây, căn phòng. Đẹp thơ. Ừ, cái tường đẹp ha. Đèn nó ở bên trong. Ừ. Đẹp, đi tiếp. Rồi đi tiếp mình qua cơm, bắt đầu mời chị qua phòng master bedroom. Đây, master bedroom. Thiết kế rất là đẹp nha thơ. Ồ, nó tự tự giống như căn 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 38, căn 38 ha. 38 là lúc mình tới đó đó. Ừ, thì cũng còn như là cái này đẹp hơn á. Ừ, cái này làm đẹp hơn, đẹp hơn. Ha. Lạ hơn. Ừ. Trong thật sự mà nói tóm lại thì chị thấy căn nào cũng đẹp hết trơn à. Mỗi cái có một vẻ đẹp. Ủa, cái này là gì ta? Đúng rồi, cái kệ đi TV nè. Nhưng mà sao có cái ly nó lặn dưới đây vậy? Ô, chậm như cái gì? À, đây cũng có cái chỗ ngồi nè chị Khanh. Ừ. Ủa sao có nước ở đây vậy? Ủa, mưa á cô? Đâu có mưa. Mưa. Có mưa không? Kiến kia không mưa sao ướt hả? Ủa sao nó chạy nước kia? Quá đẹp đúng không? Sao chị Khanh? Em biết chị sợ lắm, anh rủ chị ra đây chơi.
chị chỉ cần ngồi trong này mình ngắm là đủ rồi thôi, không cần phải đứng sát ở đó. Chị sợ độ cao đúng không chị? Như ra đây chơi em không? Không nghĩ chơi gì ra? Không, nghĩ ra chơi em đi. Giận chịu à? Giận chịu à? Nhìn cho nó quen. Không. Trời, coi nắm tay kìa. Đi coi nhà. Đi view nhà. Rồi ngồi nắm tay kìa. Rồi sợ chú canh sợ. Nhìn xuống nào. Nhưng mà rất là đẹp. Phải nói là rất là đẹp. Đẹp. Thì view này là view thoáng á. Coi như nhìn đó, nhìn thấy tất cả luôn. Nó không có bị trắng view. Đó. Trên cao nè. Ừ, nó không có bị trắng view. Càng cao thì cái view mình càng thấy nó cái cửa nó hơi bị có nước, hơi nước cho nên mình nhìn nó. Đúng rồi. Ở ngoài nhìn mặt mắt mưa. Nhìn mắt thường ở ngoài đẹp hơn. Nhìn mắt thường đẹp, quay lên phim thì không có đẹp lắm. À, ở đây có cái bar. Ngủ rượu. Ừ, đúng rồi. Uống rượu không em mời chị? Dạ thôi ạ. À chị. Dạ thôi ạ. Vậy thôi, vậy thôi. Em tính ngồi chung rượu với mình, mà chị cũng chịu được thôi. Thôi, đổ thôi cái này để làm gì? Để đựng dây nịch này kia đó. Cái đầu là được, cái đầu tiên là được nữ trang. Nữ trang, dây nịch này kia đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ra ngoài đây. Ra một cái view bên ngoài, chị chịu khó đi ra với em nha. Nhà đẹp quá. Đây, đây là bàn tiệc của chúng ta đang chờ khách tới. Wow. Đồ ăn ngon quá, bò kho ngon quá. U miếng xào cua, gỏi gà. Wow, ngon quá. Thôi bây giờ mình đi ra đây. Mình coi cái view của ngoài đây. Ủa, mở làm sao? À đây. À trời mưa, hèn chi. Trời mưa các bạn ơi. Ồ ồ ôi ướt. Ôi mưa lớn á. Wow, view này đẹp. Cô nhìn, cô nhìn trên màn hình nè. À? Không. Đó là đứng ở Đà Lạt luôn á. Ừ. Ồ, giống cái mưa Đà Lạt. Ô trời mưa hả tớ? Mưa chị. Đẹp quá. Wow. Wow. View này thoáng quá Tâm. View triệu đô đó. View này là view triệu đô đó nha. Quá thoáng luôn này, coi có bông đã này chị Khanh. Có bông đã. Đẹp ha. Giữa ra ngoài nhà rất là đẹp. Kinh nghiệm 15 năm. Đẹp lắm. Nó cũng tự tựa cái căn 338 đó Tâm hả? À, nhưng mà nó không phun kiến, còn chị thấy nó phun kiến. Nó hay phun kiến. Nhưng mà nó đẹp. Được design đẹp. Đẹp hơn. Hello. Ô phê. Dạ. Mới xong. Phê quá phê. Ủa sao tên được hay vậy? Hay quá. Bảo vệ nó thấy là nói là thần thái của mình đó biết không? À, nó mở cửa cho lên đó hả? Lên tầng đi vô nó mở ra. Dạ dạ. Chào em. Bị mắc mưa anh vô? Mắc mưa. Mưa không? Có gì? Đi sớm không đi, đi cho dễ mắc mưa luôn. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Dạ, 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 em. Hello, chị. Trời ơi, biết từ trưa thì kêu chúng nó đến nó hát bài hả? Nó đi từng trưa, từ sáng tới em luôn đó. Già trẻ lớn bé ai cũng uống được. Em ít hơn. Em có thử này biết mày không? Không, em không có biết. Lo uống được với ai? Cái là già trẻ lớn bé. Chị đợi lên lâu quá. Rồi. Ừ. Cái gì lấy nước ngọt cho uống. Khui này cái đã. Ở trên đây có cái view trên 477 rồi quá đẹp rồi ha. Kiếm khỏe không? Hôm nay Kiếm là hôm đi tiệc nụ cười của cô thơ. Trời ơi anh chê phát này góp lời ca tiếng hát người ta thích quá trời luôn. Anh Quang đâu? Anh Quang không có đi, anh Quang hẹn bạn. Không còn mấy bữa không? Mốt về. Anh đàn nam mê cảm tạ Chúa chúng con có hội ngồi đây. Mình xin Chúa chức quan toàn bộ hành chúng con, chúng con cầu xin được Kitô Chúa chúng con. Rồi. Rồi.
Chủ nhà đó chủ nhà lấy đá, cái chủ nhà đó liền. Thôi anh cứ đi, để em lại một mình trong xót xa. Chiều buồn hoang mâu, bóng tối vây quanh vùng khơi. Ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim anh lạnh giá. Mỗi riêng mình tựa như chiếc lá thu. Tình sao chua xót, nhức nhối trong anh từ đêm. Thôi em nhé, chia tay nhau từ đây. Nơi đêm đang rời dài, tình chóc trao nay xa thiệu rồi. Mai chị Khanh có đi không? Có. Xin chào chị Khanh. Xin chào Edith. Edith. Xin chào Hạ Vi. Đâu rồi? Không thấy nó đâu. Đây. Xin chào Tiết Nhi. Đây. Thật. Rồi hôm qua giờ chung mà làm gì chung? Hôm qua tối em đi về nhà sau tiệc nụ cười, xong em đi về nhà, em dọn dẹp nhà cửa. Ủa đổ xăng hả? Đổ chị xăng. Tưởng đâu ngàn qua mày đi về nhà mày cười mồ, mày cười mình mày nữa chứ. Thấy su su. Tiệc nụ cười. Thôi đi đổ xăng cái đã, tính sao mới bật máy lên cái đi đổ xăng. Xe hết xăng rồi. Không thôi nó muốn đẩy mà. Nữa đi đổ xăng mình tiếp tục tám đi. Tám đi, chị Khanh. Dạ. Rồi, kể cho các bạn nghe nè. Hôm nay Tám với chị Khanh lại đi bấm huyệt. Thì cái bữa thứ bảy á, là Tám với chị Khanh đi bấm huyệt á. Thì vậy nè, chăm cú bấm huyệt xong thì lúc đó về á, mới đầu á thì vẫn còn đau nha. Nhưng mà tới chiều á, bắt đầu nó dịu xuống, bắt đầu nó bớt đau. Đối với Tám á, là nó bớt 50%. Còn chị Khanh thì bao nhiêu phần trăm? Mới đầu á, khi mà cái này mình phải chia sẻ một chút hơi dài dòng. Bởi vì rằng là tại sao mọi người sẽ thắc mắc, giống như Hạ Vi, Tuyết Nhi và Trung thắc mắc là ủa sao cô làm hai cô cũng khen, cũng như người này cô khen trời hay quá, người kia lại 10 times better, người kia lại 1000 times better, thì tại sao như vậy? Thì thực sự lần là đây là cái trải nghiệm của mình. Thì tất nhiên từ đó giờ ở bên Mỹ cái chữa trị của mình nó hoàn toàn không hiệu quả. Ở bên Mỹ là chỉ có chích thuốc và phần mổ thì mới thấy có kết quả liền mà thôi. Thì bên trên này lần đầu tiên chị về thì chị cũng thử, nó gọi là chăm cú, cũng là chăm cú, cô xin lỗi, cũng gọi là nhấn huyệt. Thôi biết không? Thì lúc đó từ một người mà mình không bao giờ mình có được cái treatment, mà lần đầu tiên cô có cái treatment đó thì thấy là đương nhiên nó có cái sự thay đổi trong cái cơ thể của mình. Thì và sau đó thì có một người khác, người ta lại là chuyên môn, là cái người mà chị giới thiệu là Bin á, người ta chuyên môn về cái vấn đề đó hơn. Thì mình thử mình nói cái người này lại có cái tay nghề cao hơn cái người đầu tiên mình thử, thì mình thấy nó có cái kết quả thật thì mình cũng chia sẻ. Thì lúc đó mình chỉ nghĩ đây là, đối với mình nghĩ oh this is the best, là cái người tốt nhất. Nhưng mà không nha các bạn. Thì tại vì sao nó chỉ bớt lúc đó, nhưng mà khi mình đi thì chị lại đau quá nhiều. Nên khi ra ngoài tới Nha Trang thì lúc đó mới kêu một cái người này, mà cái cô bé này là phải nói là cổ là chuyên nghiệp về nhấn huyệt. Ok. Thì lúc đó rõ ràng cái thơ là chị đi không nổi nha, nhưng mà khi cổ làm thì chị thấy là chị có thể cử động được 50%. Nhưng nó cũng chỉ là một thời gian tạm thời mà thôi. Thì khi chị về đây là chị nản lắm rồi. Là các bạn biết không, cười cũng đau, mà đang ngồi với thơ vậy thì nó giật cái người mình lên, nó rất 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 là đau. Thì một cái sự may mắn, mà chị nói đây là cái sự may mắn, là tự nhiên hôm đó đi với Hương, thì Hương có một cô bạn tên là Phương, thì Phương mới dẫn mình đi vô chỗ này. Thì vô chỗ này á, chị mới realize, là cảm giác cảm, chị mới hiểu được rằng là nhận ra là đây á, là người ta phối hợp giữa chăm cứu và bấm huyệt. Ở bên Mỹ á, họ đã nói rất là nhiều về chăm cứu đó nha thơ, nhưng mà chị không bao giờ chị thử, là chị sợ.
thôi, nhưng mà về đây đây là một cái nhà thương, một cái không phải là nhà thương, đúng rồi, cái bác này bác là làm trong nhà thương, một cái bác sĩ đàng hoàng nha, một cái trung tâm bác sĩ đàng hoàng, thì mình mới thấy rằng là đúng, người ta phối hợp giữa hai cái, và người ta giải thích tại sao người ta phối hợp giữa hai cái, thì người ta nói đây là cách chữa đông y và phối hợp giữa châm cứu và bấm huyệt. Nên mới về thì chị cũng nói thơ thơ, nghe thơ nó bớt mà dễ thơ thơ sao chị buồn quá à, không thấy bớt thôi, chị cũng đau lắm, bớt chừng 10% thôi, nhưng ngủ một đêm là càng ngày chị thấy là chị giảm đi rất 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 là nhiều. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục, thì chị hy vọng rằng là hôm nay và ngày mai thì chị sẽ bớt ít nhất cũng hơn 50%, phải là 80% á. Thì bác sĩ có nói rằng là, chị cũng chia sẻ với mọi người ở đây rằng là ở đây cái người này là người tụi chị biết chứ không phải là một người là mình nghe thôi. Chồng của cái cô đó là coi như là liệt đó con, bác sĩ là chị cổng đi thôi á, là liệt đó. Vậy mà chăm cứu hình như là sau một tháng, sau một tuần là đi được rồi đó con. Và đương nhiên sau một tuần con đi được, nhưng mà con phải tiếp tục con chăm cứu. Thì sau một tháng là coi như là phải nói một cái rằng là một bây giờ đi lại bình thường. Và ngay cả cái cô vợ cũng vậy nữa, cũng bị bệnh cứng cơ, mà cơ mà cổ quạch người đây nè, thơ phương á, quạch người đây nè, mà đi chăm cứu hết. Thì bây giờ mình thử nghiệm cái này đi. Cuối cùng thì giá là gì, 5 tháng nữa chị để đi làm cái lưng mình đúng không? Phải về đó, nhớ nhà quá rồi, về đổi vé mình đi điều trị bệnh của mình mà. Thì đi qua đi lại mấy hồi rồi, bây giờ đi qua ngồi vé mấy ngồi mấy chục tiếng đồng hồ xong đau lưng lại cũng như không. Cái này tao về đây là tao phải kiếm đại gia đại thọ cho tao với anh Thơ hai vé nằm, không cho nằm không đi phải ta, không cho nằm không đi. Bây giờ bác sĩ cũng có nói với bà Tám là cái dai của bà Tám là nhẹ thôi, làm mà ngày mai làm thêm một ngày nữa thì về Mỹ là sẽ hết đau luôn. Thì Tám nghe Tám cũng mừng, nhưng mà mình phải trải nghiệm, mình coi như thế nào là mình trải nghiệm trước á, giống như là ngày mai là một lần nữa, rồi nếu mà về Mỹ mà thật sự nếu về Mỹ mà Tám hết đau dai, đó là lời bác sĩ nói đúng, là đúng, tại vì chưa bao giờ mà cái dai của Tấm đau như vậy luôn á. Hồi lúc trước Tấm nói là đau thì là đau chút chút thôi, đau rồi lại kêu người tới massage, chứ chưa bao giờ đau như cái ngày mà gặp Phương. Cái ngày ngay cái ngày em gặp Phương là một cái ngày em đau vai nhất từ đó tới giờ, không biết tại sao nó đau từ đây mà đau qua bên này luôn. Nhưng mà mình phải nói cái công bằng như vậy nè Thơ, có những cái bệnh có thể là người ta chữa một tuần hết, nhưng có thể cái trường hợp của mình phải là một tháng, nên là mình, nhưng mà nếu mà khi mà Thơ về mà Thơ cảm thấy nó có cái kết quả hơn 50% là coi như là một cái tốt, đúng không? Thì cá nhân của chị cũng nghĩ là vậy, chị nghĩ là nếu mà mình có thời gian mình cho treatment thử một tuần lễ thì chị nghĩ là mình sẽ tốt. Nhưng thật sự là phải nói là bớt nhiều lắm á Trung, bớt rất mà là... mình mới làm có bữa nay là lần thứ nhì thôi chứ tại vì chị nếu mà mình có thời gian làm khoảng ít nhất là 10 ngày, bác sĩ nói ít nhất là phải 10 ngày mà chị là ca nặng á, bác sĩ nói chị là thanh quá nặng luôn, đổi vé đi. Nhưng mà phải nói rằng là đổi vé đi hả, chưa khoan đó, thì thật sự là như vậy, thật sự là muốn nếu mà không ổn không có thì sao thì cứ về thôi. Bên đó đi nhắm sắp xếp hết công chuyện thì mình lại dọng lại thôi. Mà kỳ này qua là mình chữa bệnh thôi, là qua là chữa bệnh thôi, chữa cái lưng cho chứ chị không thôi. Thể nào phối hợp giữa chữa bệnh và từ thiện là tiêu, tại vì từ thiện là mình phải đi thì mình không có thời gian được. Để cho cái muscle mình nó relax, phải không? Là kỳ rồi về là từ lần tới về là cô sẽ là nữ hoàng, không làm gì hết. Thôi làm thuê xe dựng nằm cho chị đi từ từ. Thuê limousine bus. Nhưng mà tại tánh của chị không có than thôi, nên chứ thật sự ra đau lắm đó Thơ, đau lắm đó. Lúc của chuyến đi, lúc mà cái ngày mà lễ của chú Nhi ở ngoài đó là chị nói trong bụng, chị nói tiêu. Chị bước ra luôn mà chị muốn ở lại giữ đúng phút cuối, chị nói không thể được, không thể nào còn sức lực để chịu nổi nữa, nó quá mức đau rồi. Nên chị ra ngoài. Mà chị thấy Chúa thương chị không? Chị thấy Chúa thương em chị không? Coi như là em chị vừa tới đỉnh điểm đau là tự nhiên xuất hiện một người dắt mình đi chữa liền không? Mà hôm là bữa đó tự nhiên cái lúc đó chị đi vô restroom nên mình mới đổi plan ở ngoài, Thơ mới có thời gian Thơ nói chuyện.
nếu mà chị Hương không rủ chị Phương này đi là mình là không mình biết không chỗ biết gì hết, mà rồi. Cái lúc mà tới rồi người ta cũng đâu nói chỗ, tự nhiên mắc mớ nó ta nói chỗ bấm về cho mình à. Lúc chị Hương đi vô trong á à. Cái lúc đó tự nhiên em ngồi hai người ngồi, tại vì chị Phương mình cũng mới biết đây, mình cũng đâu có chuyện gì để nói nhiều à. Cho nên là cái em ngồi cái tự nhiên em ngửa rồi một cái cảm giác ai da à. Cái xong cái Phương nói ủa chị bị gì vậy, nói trời tự nhiên cái dài đau quá, cái xong Phương mới nói thôi chị đi dâm cô em dắt chị đi, em cũng bị đau nhưng mà em nó là cơ bắt đầu là mới hỏi tới á ừ. Hỏi tới cái tưởng chú chị Khanh em hỏi làm hỏi cho chị đó ừ. Tại vì em biết chị đau lưng mà nặng, em mới nói là thôi dắt chị Khanh đi, rồi chúng tôi sẵn đi luôn, dắt hai người đi luôn, rồi chị đau dây chị Khanh làm cái lưng ừ. Đó thì đó từ đó mới đổi kế hoạch ừ. Là mới đầu ừ. Mình ăn sáng xong là mình nói mình đi làm móng rồi mình đi massage, nhưng mà cuối cùng đổi kế hoạch là mình ăn sáng xong là mình đi vô cái bấm quyền liền quyền. Luôn ừ. Cái châm cứu này liền luôn đó. Cho nên là cũng mừng nằm xuống đó con, lúc mà lần nằm xuống đó bác sĩ tới ơi đau quá đau đến mức độ như vậy luôn á, bác sĩ tới hả? Không thể tưởng tượng được, nó cứ giật từng cơn luôn vậy đó con. Nó chưa làm gì mà la vậy, đau nhức lắm, nó nhức á, nó nhức trong xương á. Cả mỏng cũng giật mình luôn. Nhưng mà cho con nói cái này cái cái lúc mà mình đi về trên đường từ Đà Lạt về á, cái ở chỗ đất mẹ mà tức là cũng trầm luôn á, cái con có cầu nguyện à. Con cầu nguyện cho cuộc năm hết đau, giống như có một cái gì đó để cho có thể đi về đi máy bay mà con đau được, mặc dù là con biết nó cũng khó nhưng mà con cầu nguyện vậy thôi. Cái đó là giống như là một cái tín hiệu để cho gì tạo cái đức tin cho Tiết Nhi đó nha. Lần nào cô Thơ đi bữa hổm lên Đức Mẹ La Vang cũng vậy, con thấy là bây giờ đi xe mà cô Khanh còn đau như vậy rồi, máy bay rất là thảm luôn á, thảm chứ không phải là khổ đâu con. Về bên đó cũng đâu có bấm huyệt hay là đúng sao không? Giống như ở đây đâu mà về bên kia mà cô mình đi gặp bác sĩ là nó lôi cô vô sợ đó. Nhưng mà đâu phải về gặp được liền không, phải hẹn à, rồi chị không làm gì được luôn á. Nhưng mà bây giờ chị đỡ 10 tới 1 tới 10 chị đỡ bao nhiêu? 1 tới 10 hả? Đỡ thường như đỡ 6 á thường. Còn đau còn 4 hả? Em cũng vậy nè. Em cũng chắc là cũng đỡ 7 à, 7 còn đau 3. Nhưng mà nói chung là bây giờ đỡ mềm mại rồi. Lúc còn ngày bữa đó ngửa ra vậy nè, trời ơi nó đau mới tới đây là nó đau rồi, không biết tại sao nữa. Nhưng mà kết luận lại, có đi bác sĩ, có uống thuốc, có làm bất cứ gì chăng nữa, mình vẫn phải coi lại cái tư thế đi ngồi đứng nằm của mình. Ok, bạn phải exercise một chút xíu. Cái điều mà tao để ý con Thơ đó nha, bây giờ tao mới để ý đó nè, là cái cách nó ngồi coi phim. Nó nằm ở cái đứa cưng à, nó cứng cơ luôn á, cho mày biết, đừng có tưởng không, tại bà edit nhiều đó chị, với lại bà ngọt bà edit nhiều. Không phải cái chuyện mà mình bưng nặng mà mình mới bị ấy đâu, cái cách mình, cái tư thế mình ngồi nữa. Không, dĩ nhiên em đang đau sẵn, mà cái bữa mà bưng mì á, mà 300 phần á, cái Đà đợt Lạc cuối đó. Cùng á, Đà Lạt á, là bữa đó là đỉnh điểm là đau luôn á. Đau hai bên luôn á, bình thường đau có một bên, nhợn gì nó nhấn có một bên chứ nhiều. Tự nhiên bữa đó là đau luôn á. Bữa làm hà tao té luôn á. Người mình yếu đến mức độ mà cái bị nó kéo đi á, của tên gì Hà đó. Thái Hà kéo á, mà đụng tao mà tao văng á, mày là đủ hiểu là tao đánh con Dũng á. Rồi bé Hà nó có xin lỗi cho đó, nó là nó không có thấy chị Cam. Không sao. Chỉ là vui thôi, tự nhiên giống như tao tưởng nó nguyên một bịch gạo đang rớt người tao chưa. Lúc đó chị không khum á Thơ, bên kia chuyện chị đưa kia nghiền thưa thôi á, cô không thể khum nổi. Mà bị đau lưng mà cứ khum phụ cơm đấy. Trời ơi chị đau lưng chị đừng có phụ, chị đừng có khum kiểu này. Chị cứ đứng đi xong rồi người ta truyền cho chị phát thôi. Cái chị cứ khum chị khum lên lấy đưa, khum xuống lấy đưa lên, trời ơi cái đó là nguyên ngày là xong luôn, nguyên lúc đó mà 300 tiếng hồ xong luôn á. Bây giờ mình đi đâu đây? Đi Tân Bình, Tân Thông, viện dưỡng lão Tân Thông, Củ Chi. Hôm nay mình sẽ đi khánh thành một cái máy nước, cái máy nước lọc mà đợt trước mình lắp cho sơ đó, thì hôm nay mới xong. Trong cái máy nước đó thì còn nằm trong cái tiền quỹ cũ là 2.800
hai mấy đô đó, mà cái máy nước là tới 90 triệu, thì phần thiếu là của Thơ, Thơ bù vô 18 triệu lúc đó, mà bây giờ là máy nước tới 96.500 phát sinh. Thì em thì chung nó bù vô luôn, chung nó bù vô luôn cho đủ, cho nó trọn vẹn cái máy nước từ A tới Z luôn. Ngày trước chị Thơ có lắp một cái máy nước ở dưới rồi, thì thành cái máy nước nó nằm ở bên cái cũng là viện dưỡng lão luôn, nhưng mà nằm ở bên hệ thống khác. Bây giờ sơ kính về lại bên đây thì sơ kính cũng lắp một cái máy nước giống như là cái máy nước ở bên kia luôn. Tại vì cái máy nước ở bên chỗ Tinh Thông này là nó đã quá cũ rồi. Nó quá cũ rồi thì ngày trước là Thơ bỏ tiền ra sửa, mà bây giờ nó cũ quá rồi thì sơ xin cái máy nước mới luôn. Mà cái máy nước mới là bên chị Minh Thư, chồng chị Minh Thư là anh Long á, lắp đặt. Rồi rồi, còn cái đào giếng là khác nữa anh Trung. Tại sao ở trên Cha Dũng mình không làm máy nước? Cha có rồi, cái máy nước là để ở ngay chỗ nhà cha đó. Không biết chị có để ý không, là ngay chỗ nhà cha có một cái hệ thống nước đó. Là thí dụ ai cần nước mà sạch để giống như là nước uống á, thì đi đến cha để lấy. Còn mà cái giếng nước là sử dụng trong sinh hoạt giống như là cái giếng nước là sử dụng trong sinh hoạt, giặt giũ, lau nhà, quét nhà, rửa chén, tắm rửa này nọ. Còn nước uống thì cứ đi lại nhà thờ cha lấy. Ngày xưa là ở trong Sài Gòn bán một cái bình nước uống, nước lọc như vậy là mười mấy ngàn đó. Thì bây giờ lắp nguyên một cái hệ thống nước như vậy thì mình chỉ rót ra mình uống thôi, chứ mình không có phải đi mua nước suối để uống, không có phải đi mua nước lọc để uống. Là cái đó nó nằm hai cái khác nhau. Thì đa số Củ Chi là bị nước phèn nhiều, nước phèn là nước nó chua á chị, nó nhiều phèn, nên là bây giờ các sơ lắp một cái máy nước như vậy thì nó lọc từ cái nước dơ sang thành cái nước sạch cho mấy bà già uống. Và cái nước đó thì các sơ cũng sử dụng để sinh hoạt, cho tắm rửa luôn, tại vì cái da của người già đó không có cái chất, không có cái gì ta gọi là cái gì, giống như là không có dễ bị lành. Cái ví dụ khi mà bị một cái vết thương á, nó lâu lành hơn là những người khỏe mạnh. Thì nếu như mà tắm rửa mà bằng những cái nước dơ, nó dễ bị nổi ghẻ, mà một khi nổi ghẻ rồi thì sẽ lâu lành. Mà đa số lớn tuổi thì sẽ tiểu đường hay là như thế nào đó, mà một khi mà bị vết thương rồi thì nó sẽ lở loét rồi nó ăn luôn đó chị đó. Thì các sơ rất là cần cái nước sạch để sử dụng. Mà từ đây ra Củ Chi là bao xa? Một tiếng, tầm Củ Chi tiếng. Có phải gần Tây Ninh không? Đúng rồi. Ồ, giỏi quá con ơi, vỗ tay. Hay quá, hay quá. 23 cây. Lần đầu tiên Củ Chi là tiếng. Chỉ là cái chỗ đó là mình bán trái cây miền Tây là số 1 đó đúng không? Cái gì vậy? Không thiệt nha, nó miền trái cây miền Tây ngon mà. Tây Ninh nó khác với miền Tây. Ủa gì hả? Ở Tây Ninh phải miền Tây hả? Ai biết nghe cũng thà chữ Tây. Xin nhồi, xin nhồi. Mới khen hay đi. Giờ té hèn liền. Té hèn liền. Mấy Nhi vì mai ra sân bay khóc không? Hỏi anh chị. Để hai đứa ngồi nhìn hoài hả? Mai ra sân bay khóc không? Ngày mai là bà Tám với chị Khanh đã ra sân bay. Hôm nay là ngày cuối ở Việt Nam mà vẫn còn đi làm nhiệm vụ, các bạn thấy không? Đâu có rảnh ngày nào đâu, không. Nhưng mà Thơ có nói là ngày chuyến tới mà đi là cô với cô Thơ sẽ đi một lúc như vậy, một lúc không có đi trước thì sao. Công nhận cái chuyến này đi lẹ quá. Tại vì mình hết mười mấy ngày mình ở ngoài đường rồi, mình ra, đi vòng đi Sài Gòn, ngoài khỏi Sài Gòn rồi đi tỉnh. Mà sau cái ngày 11 á, là từ ngày đó đổ đi á, thời gian nó trôi lẹ ha chị Khanh ha. Ừ. Sáng cái tối. Nhờ cái miệng tao nói quá. Sáng tối, cái thời gian qua lẹ đúng rồi. Chưa hẹn với ai luôn á Trung. Chị Gia Thủy cũng chưa hẹn được luôn, chưa gặp được luôn. Mà chưa gặp mấy người bạn. Bạn chị nó về đây bạn nè. Bạn tôi cũng chưa gặp chị Phụng này kia, tôi cũng chưa mà gặp biết luôn. Tụi Kho nó về đây á Thơ. Tao có gặp nó đâu, có liên lạc, tao có gặp tụi nó. Ủa gì? Tụi nó về đây nó nguyên một nhóm luôn. Trời đất ơi. Cuối cùng là mai về chả gặp được ai. Còn làm một cái clip tổng kết chuyến đi từ thiện nha các bạn. Còn cái clip đó nữa, nhưng mà giờ không biết làm vào cái giờ nào đây nè. Tối nay phải thức khuya đó. Trời ơi Thơ, có mình Thơ sợ thức khuya à Thơ.
tối hôm qua tao ngủ trễ nên sáng tao dậy đâu có sớm được hôm đâu. Hôm qua mấy giờ về chị? Hôm qua về còn nằm nói chuyện tám mấy dốc kìa với dì Khanh nè. Trời ơi mày biết không, đêm trước á tao ngủ có nó nói chuyện mình bắt đầu nó khí thế, lắm. Cái một chút nữa cái tao đang khí thế tao nói thì tao nghe tiếng khò khò quay qua nó đang ngủ. Dụ chị nói đó. Nên nó mê tiếng nói của tao để cho nó ngủ mà. Hôm nay mình đi xe của Mr. Tâm cho tấm mượn xe để đi Tân Thông. Cho nên là cảm ơn Mr. Tâm nha. Cảm ơn Tâm Tâm. Hôm nay anh Trung á, anh muốn đi mà cũng đâu có chỗ đâu đó, anh Đinh Đinh Quang Trung á. Ờ đúng rồi, tôi nghe xe có 5 chỗ à, làm sao anh Trung mới đi được, tưởng xe bự 7 chỗ thì được, còn này xe 5 chỗ vừa đủ 5 người à. Nó đâu có thể nằm mà hẹn qua anh Trung đấy mai đi nha, ok mai em đi rồi ok đã xong nhớ sực lại ủi trời cái xe có 5 chỗ à. Đúng rồi, xe 5 chỗ. Hôm qua anh có nói là nhờ chuyển lời cho chị Khanh, nói là chị Khanh với Thơ và Bình An hôm nay gặp mọi người trong tiệc nụ cười là vui lắm rồi, để đợt sau đồng hành chung với nhóm đi tiếp. Anh Trung dễ thương. Bây giờ là 2 giờ đúng mà 15 phút nữa mới tới, mà hẹn 2 giờ mình trễ 15 phút kẹt bởi xe vì quá, đi kẹt xe. Nhưng mà cũng may là không có phát quà đó hả? Dạ, đúng rồi, không có ai đỡ đợi mình cũng đỡ. Thì trễ 15 phút, báo sơ chưa? Báo rồi, gọi sơ rồi. Rồi bây giờ chúng ta đã tới mái ấm Tân Thông. Ủa? Lê Hân. Lê Hân nha. Trời ơi, nhà Lê Hân nó gần đây à, cho nên chạy ra hả? Nó chạy ra. Vậy mỗi lần mình đi xuống Sài Gòn cũng xa quá con ha. Chạy xe máy á. Rồi tới đây. Cơ sở bảo trợ xã hội người cao tuổi Tân Thông, đường 38 ấp Tân Tiến, xã Tân Thông, hội huyện Củ Chi. Số điện thoại 028 37 900 157. Chào sơ. À, con chào sơ. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.